Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì nhân tiện mà mình quay video liên quan tới tiền xưa thì hôm nay thì mình cũng rảnh rỗi mình quay cái tem bưu chính viễn thông Việt Nam. Và ở đây thì mình ngoài sưu tầm tiền thì cũng sưu tầm tem. Và ở đây là cuốn album do Việt Nam phát hành để phục vụ cho người sưu tầm tem. Thì mọi người cùng theo dõi xem thử cuốn album của mình có gì đặc biệt không nhá. Đầu tiên thì mình sưu tầm đây ạ. Đấy. Có rất nhiều tem của Bác Hồ, mang hình ảnh của Bác Hồ đây. Có 5 con tem đầu tiên này thì nó chất liệu bằng giấy rơm từ thời của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đấy, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đấy, chất liệu giấy rơm. Và tất cả các con tem này thì đều là tem sống chưa qua sử dụng lần nào. Đấy, các hình ảnh của Bác Hồ rất là đẹp. Và ở đây thì mình sưu tầm tem thì mình cũng không biết là gồm có những loại tem nào, chỉ thấy là nó hay hay thì mình mua về mình sưu tầm thôi. Bạn nào có cùng sở thích thì các bạn có thể inbox ở phía dưới video để cùng chung sở thích, chúng ta cùng nhau trao đổi nha. Đây, tiếp theo là những con tem của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bưu điện lúc đấy chỉ có là 150 xu đấy, trên một cái con tem 1.000 đồng. Tem này thì nó in năm 1989, chiến thắng Gò Đống Đa, Quang Trung đại phá quân Thanh. Hoặc là tem này liên quan tới Cẩm Phả, 150 đồng, bưu chính viễn thông Việt Nam, mỏ than Cẩm Phả. Còn cái quan tem này thì nó in năm 1955 nhân dịp mừng chính phủ về thủ đô. Đấy. Rồi tiếp theo. Rồi rất nhiều con tem hình màu sắc rất là đẹp. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của Bác Hồ. Bác Hồ in chụp cùng với lại Chủ tịch Mao Trạch Đông của Trung Quốc 1980-1985. Đây, Bác Hồ ở chiến dịch. Đấy. Rồi. Ở đây thì mình thấy những con tem nó hay hay thì mua về sưu tầm thôi. Cũng không biết là nó gồm có những con tem của bộ nào. Và tem thì nó cũng có rất nhiều loại nên cũng không biết là sưu tầm đã đủ chưa. Đấy, Bác Hồ. Thì mình cũng không phải là chuyên về sưu tầm tem, do đó là mình dựa vào cái phần ví dụ như là cái tem này. Mình định xem này, giống như 20 đồng thì chứng tỏ là cái tem này nó cũng được sản xuất từ rất lâu rồi. Lúc đó giá trị của tờ tiền mới chỉ là 20 đồng thôi. Đấy. Có một tem này cũng in hình ảnh Bác Hồ của Liên Xô thì phải. Chữ của Liên Xô in năm 1990. Rồi. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây. Rồi hình ảnh Bác Hồ. Và ở đây là những hình ảnh liên quan tới 40 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam. Có rất nhiều. Đấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lê Hồng Phong, Lê Hồng Phong Bí thư Trần Phú. Đây. Màu sắc ở trên họa tiết ở trên cái tem này tương đối là đẹp. 12 xu một đồng tem, 30 xu một con tem. 150 đồng. Đây. Có nhiều con tem ở đây thì nó liền nhau, nó liền thành khối, nó không phải là riêng rẽ ra. Chẳng hạn như con tem này có bốn cái con tem nó liền khối, nó không phải là từng con tem riêng riêng rẽ. Ở đây cũng không biết là bác nào có nhu cầu sưu tầm tem không ạ? Nếu sưu tầm thì các bạn có thể inbox ở bên dưới để cho chúng ta cùng nhau trao đổi nhá. Rồi. Ở đây có bốn con tem khá là đặc biệt, in hình ảnh của ba vị lãnh tụ. Đấy, ở đây là đại diện cho Liên Xô này, Bác Hồ và Mao Trạch Đông, Chủ tịch nước Mao Trạch Đông của Trung Quốc, cũng tương ứng với lại các lá cờ. Đấy, thiết kế là khá là đẹp. Con tem này in năm 1954 rồi ạ. Đây. Năm in của nó đây. Việt Xô chung đoàn kết. Đây, hình ảnh. Đây,
Duy nhất ở đây thì cái tem này đã chết rồi ạ, nó đã sử dụng thì có đóng dấu của Bưu điện Việt Nam, còn lại thì không có đóng dấu của Bưu điện Việt Nam, chứng tỏ là tem mới và tem vẫn còn sống. Các hình ảnh rất là đẹp ở trên con tem. Rồi, như vậy là một số hình ảnh liên quan tới công trình kiến trúc của Việt Nam đây. 4.500 đồng một con tem, 10.500 đồng một con tem Bưu chính viễn thông Việt Nam. Chắc là cái con tem này nó thuộc dạng kỷ niệm nên cái giá tiền nó hơi cao, lên tới 10.500 đồng một con tem. Và như vậy là mình đã sưu tầm chỉ có bằng đấy thôi. Và ngoài ra thì mình cũng có cái con tem liên quan tới 64 dân tộc anh em Việt Nam đây, cộng đồng các dân tộc anh em Việt Nam đấy, rất là đẹp. Rồi, đấy là một số con tem mà mình đã sưu tầm được, thì thông qua video thì mình muốn chia sẻ tới mọi người. Không biết ở đây có bạn nào có cùng sở thích, cùng đam mê với mình không ạ? Nếu có thì các bạn nhắn tin ở bên dưới video để cho chúng mình cùng trao đổi để biết thêm nhiều cái thú vui sưu tầm hơn. Vâng, và bây giờ thì xin chào và hẹn lại gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.